Đây là một cái bệnh lý cũng khá là thường gặp, hội chứng ruột kích thích, viết tắt của nó là IPS, tức là Irritable Bowel Syndrome, đấy, gọi là ruột kích thích, dễ kích thích. Nhưng mà chúng ta dịch là ruột kích thích. Thì với bốn cái mục, với các cái mục tiêu như thế này, tức là hiện nay thì IBS, hội chứng ruột kích thích đã được định nghĩa qua rất là nhiều. Đấy, nhưng mà hình nay thì đã có một cái định nghĩa mới nhất của Rome 4, cho nên là thầy muốn giới thiệu cho các em cái định nghĩa này, đồng thời thầy cũng giải thích những cái điểm mới của cái này so với lại các Rome cũ, vì tại sao người ta lại định nghĩa khác lại như vậy. Thứ hai là các em cũng cần phải nêu các liệt kê được các yếu tố thuận lợi và các yếu tố liên quan đến cơ chế bệnh sinh của hội chứng này. Thứ ba là chỉ định các phương tiện hỗ trợ chẩn đoán cho hội chứng này một cách phù hợp. Và thứ tư là nêu các nguyên tắc chính trong điều trị, và cuối cùng là giải thích cơ chế của thuốc, các thuốc mà được chỉ định trong điều trị. Thì trước đây thì người ta gọi là hội chứng ruột kích thích là một cái rối loạn chức năng ruột. Thì các em biết rồi, bệnh thì chúng ta có hai nhóm bệnh. Bệnh thứ nhất là bệnh thực thể và bệnh thứ hai là bệnh chức năng. Đấy. Thực thể tức là chúng ta nhìn thấy được, hoặc là chúng ta thấy được cái sự thay đổi về các cái xét nghiệm mà liên quan tới cái cơ quan bị tổn thương, cho nên người ta gọi là thực thể. Tuy nhiên có một cái nhóm bệnh khác là nó cũng có triệu chứng, nó cũng làm cho bệnh nhân rất khó chịu. Tuy nhiên chúng ta nhìn cái cơ quan thì chúng ta không thấy cái tổn thương gì, đặc biệt là đại thể và thậm chí là vi thể. Vi thể mà ở cái giai đoạn hiện nay đấy, vi thể ở giai đoạn hiện nay thì các em biết rồi, chúng ta có microscopy, thậm chí chúng ta có kính hiển vi điện tử, đó là cái hình ảnh đấy. Còn là máu thì chúng ta có các xét nghiệm sinh hóa. Thì những cái xét nghiệm sinh hóa và các cái phương tiện mà bình thường như vậy hiện nay thì không phát hiện một cái tổn thương nào, tức là so với một cái mô bình thường thì cũng không khác gì hết, trừ phi sau này có những cái phương tiện xét nghiệm cao cấp hơn. Đấy, cho nên người ta mới đặt ra vấn đề có thể có những cái rối loạn ở cái mức cao cấp mà các phương tiện hiện nay thì chưa phát hiện được. Đấy. Cho nên là giờ trừ người ta không dùng chữ chức năng nữa, không dùng chữ chức năng nữa, mà người ta qua một cái khái niệm đó là rối loạn trục não ruột, và nó cũng mãn tính. Nó gồm có đau bụng, có rối loạn đại tiện, nhưng mà đặc điểm là khi kiểm tra cái ống tiêu hóa thì không thấy có tổn thương gì hết. Nhìn trên nội soi cũng không thấy tổn thương gì hết, thậm chí là chúng ta sinh thiết các cái niêm mạc ống tiêu hóa cũng không thấy tổn thương gì hết. Toàn bộ ống tiêu hóa không thấy tổn thương gì trên sinh thiết. Làm các xét nghiệm sinh hóa thường quy hàng hiện nay ở các bệnh viện thì cũng không phát hiện một cái thay đổi gì. Đấy, như vậy thì thấy thì bệnh nhân có triệu chứng đau bụng, là cũng có rối loạn đại tiện, tức là hoặc là táo bón hoặc là đi cầu lỏng, nhưng mà không có một cái tổn thương gì hết. Thì đó là một cái hội chứng ruột kích thích. Và điều đặc biệt là nó cũng hay kèm với lại các rối loạn chức năng của các cơ quan khác nữa, tức là thậm chí bệnh nhân cũng có các triệu chứng của cái rối loạn của cơ quan tiết niệu, bệnh nhân cũng đau đầu, đau cơ, đau lưng, nhưng mà làm các xét nghiệm, làm các phương tiện chẩn đoán cũng không thấy cái tổn thương gì. Cho nên cũng là những cái rối loạn chức năng của các cơ quan khác. Cho nên đây là một cái nhóm bệnh người ta gọi là nhóm bệnh chức năng. Nhóm bệnh chức năng. Thì hiện nay cái nhóm bệnh này nó có khá là nhiều bệnh. Đấy, bên cạnh cái hội chứng ruột kích thích thì nó có những cái bệnh ví dụ như là tiêu chảy chức năng, tức là bệnh nhân tiêu chảy nhưng mà kiểm tra thì cũng không có cái gì triệu chứng gì, cũng không có một cái tổn thương gì. Hoặc là bệnh nhân táo bón, đấy, chức năng. Hoặc là bệnh nhân đầy bụng mà kiểm tra thì cũng chẳng có một cái tổn thương gì. Hoặc là một vài các cái triệu chứng, hay là ở rồi nhiều cái triệu chứng khác nhưng mà kiểm tra không có tổn thương gì. Thì cái hội chứng ruột kích thích nó khác cái chỗ là nó có đau bụng nữa. Nên là, tức là nó khác tiêu chảy chức năng ở chỗ là nó có đau bụng cộng với là tiêu chảy, hoặc là nó có táo bón. Chứ còn là đây là cái điểm khác của cái hội chứng ruột kích thích so với lại các bệnh chức năng khác. Và có một cái đặc điểm là có nhiều bệnh nhân là họ có cái triệu chứng của bệnh này cộng với triệu chứng của bệnh khác nữa. Đấy, cho nên những bệnh nhân mà có bệnh chức năng nó có một cái sự trùng lắp với nhau. Đấy, trùng lắp với nhau. Trùng lắp với nhau tức là
trên một cái bệnh, một người bệnh có thể có hai cái bệnh. Đấy, nó tức là nó triệu chứng nó không có rạch ròi, triệu chứng nó không có rạch ròi. Và đây là một cái trường hợp người ta gọi là những cái trường hợp mà trùng lắp giữa các bệnh chức năng trên một bệnh nhân. Và cái chuyện này rất là hay xảy ra. Cái rối loạn này là khá thường gặp các em. Và trên thế giới thì cái thống kê nó cũng thay đổi lắm, 10-20%. Thì đây là một cái bản đồ năm 2020 thì cho thấy, đương nhiên có một số nơi là không có dữ liệu, như Việt Nam chúng ta không có dữ liệu. Đấy, không được có dữ liệu lắm. Để chúng ta nghiên cứu nó quá ít đi. Tuy nhiên có vài nghiên cứu lẻ tẻ thì cho thấy nó khoảng 7,2%. Nữ thường nhiều hơn nam, và cái tuổi thường hay gặp là ở cái khoảng 30-50. Điều quan trọng là mặc dù là bệnh chức năng nhưng mà vì cái tần số nó quá là nhiều đi. Đấy, cho nên và nó quan trọng là nó cũng gây cho bệnh nhân rất là phiền toái, cho nên họ cũng đi khám bác sĩ rất là nhiều. Và cái số lần khám cũng khá là cao á. Đấy, thống kê của tại các nước châu Âu thì người ta thấy thậm chí là chúng chiếm một nửa số lần khám của bác sĩ tiêu hóa. Nghĩa là hai bệnh nhân đến với một bác sĩ tiêu hóa thì là có một bệnh nhân là hội chứng ruột kích thích. Đấy. Đương nhiên có số nơi thì 12%, nhưng có số nơi mà 50%, nghĩa là hai bệnh nhân đến khám mình thì có một bệnh nhân là hội chứng ruột kích thích. Và nhiều bệnh nhân vì cái việc này là phải nghỉ lao động, nghỉ ở nhà do cái đi cầu đau bụng khó chịu, và chi phí cho rất là tốn kém. Có điều đặc biệt đó là bệnh nhân này người ta cứ đau hồi, đau đi đau lại nhiều lần, cho nên họ rất là lo lắng và nó ảnh hưởng tới cái tâm lý tâm thần rất là nhiều. Thậm chí nhiều bệnh nhân là tự sát, muốn chuyển qua là bị trầm cảm và tự sát. Đây là những cái hậu quả, mặc dù là cái bệnh thì không có gì nhưng mà nó làm cho bệnh nhân lo lắng và nó cũng gây ra nhiều cái hậu quả rất là. Bệnh thì không chết nhưng mà bệnh nhân vẫn có thể chết là do tự sát chứ không phải do bệnh. Cơ chế bệnh sinh như các em thấy rồi, thì trước đây thì người ta gọi là rối là một rối loạn chức năng. Tuy nhiên bệnh này nó mạn tính, nó tái đi tái lại, nghĩa là nó có một rối loạn gì đó. Và cho tới hiện nay thì các tác giả đồng thuận ở chỗ đó là cái rối loạn chính đó là cái rối loạn tương tác của cái trục não rồi, tức là cái nhận cảm giữa các não và các cái hiện tượng xảy ra ở tại ống tiêu hóa. Đấy. Có cái rối loạn về cái trục này. Và cái nguồn căn của cái rối loạn trục này thì có thể là do những cái yếu tố làm dễ, ví dụ như cái cơ địa của họ là những người lo lắng, cơ địa di truyền, hoặc là có một vài người là có tính di truyền, hoặc là một vài người có một cái nhiễm trùng đường ruột trước đó. Đấy, cái rồi nó gây ra những cái rối loạn và từ đó nó dẫn tới những cái rối loạn vi sinh, rồi những cái rối loạn hấp thu axit mật, và nó gây ra các cái triệu chứng, thậm chí là có thể là do cái Helicobacter, và dần nó dẫn tới là cái triệu chứng mãn tính và nó gây cái rối loạn tương tác não rồi. Đấy, và nó gây ra các cái triệu chứng. Các cái triệu chứng nó cũng có thể do những cái thức ăn nào đó nó làm cho cái triệu chứng nó nặng lên. Đấy, làm cho bệnh nhân cứ đau bụng thường xuyên, rồi tiêu chảy hoặc là táo bón. Đây là những cái triệu chứng của bệnh, và đây là những cái yếu tố liên quan. Đương nhiên, giờ trừ để có một cái phương tiện mà tìm ra lý do cái này thì cũng chưa có một cái phương tiện nào và cái cơ sở nào để nói là cái trục này là cái trục gì. Rồi cái phương tiện để chẩn đoán cái rối loạn này thì cũng không có. Cho nên đây vẫn là một cái giả thuyết về cơ chế bệnh sinh, về cái rối loạn trục não đục thôi. Tức là người ta thấy có liên quan giữa thần kinh và ống tiêu hóa. Cho nên người ta nói đây là một cái cơ chế là chính của cái nhóm bệnh này. Nhóm bệnh chức năng nói chung và cái hội chứng ruột kích thích nói riêng. Thì đây là những cái yếu tố có thể liên quan. Đấy. Và làm cho bệnh nhân thậm chí là tăng nhạy cảm đau. Tức là một cái co thắt bụng bình thường, những người bình thường những cái nhu động ruột nó không làm đau. Nhưng với bệnh nhân mà hội chứng ruột kích thích thì những cái nhu động mà nó hơi tăng một tí thôi thì họ đã cảm giác đau rất là khó chịu rồi. Đấy, rất là khó chịu rồi. Và thậm chí những cái thức ăn rất bình thường trước đây của họ thì chỉ họ ăn vô là họ đi cầu rồi. Cho nên đó là những cái yếu tố nó có liên quan tới các bệnh này. Còn nhưng mà khổ là không phải ai cũng bị như vậy, và không phải người nào mà bị hội chứng ruột kích thích cũng bị, cũng nhạy cảm với thức ăn đó. Cho nên chính vì vậy mà đây là những cái yếu tố liên quan thôi, chứ còn gọi là yếu tố chính thì cũng chưa phải là yếu tố chính. Và cuối cùng có thể nói rằng là cái cơ chế bệnh sinh nó vẫn chưa thực sự rõ ràng, Về chẩn đoán thì có thể nói là vì hai cái triệu chứng này là đau bụng và rối loạn đại tiện như vậy
thì chúng ta có thể chẩn đoán. Tuy nhiên là cái hai triệu chứng đó thì có thể gặp trong rất là nhiều loại bệnh. Vì vậy là người ta phải đưa ra những cái tiêu chuẩn kèm. Thì trước đây này, cổ điển thì có một cái tiêu chuẩn mang đi được đưa ra vào năm 1978. Và sau đó thì năm 1984 thì có tác giả Cruz đưa ra một cái tiêu chuẩn khác nó để bổ sung. Tuy nhiên là những cái tiêu chuẩn này nó khá là phức tạp. Đấy, nó khá là phức tạp. Và nhất là khi áp dụng vào nghiên cứu thì nó không tạo ra một cái nhóm nhóm đồng nhất. Bởi vì các em biết rồi, khi nghiên cứu thì chúng ta để mà so sánh hai cái liệu pháp điều trị hoặc hai cái phương pháp chẩn đoán thì chúng ta cần có những cái nhóm đồng nhất. Nhóm đồng nhất thì nó phải chung một cái bộ tiêu chuẩn chẩn đoán. Nhưng mà đối với lại những cái bệnh này thì không có cái phương tiện gì để chẩn đoán hết, cho nên là phải dựa trên các bộ tiêu chuẩn lâm sàng. Đấy, và cần phải được hiểu và thống nhất với nhau. Cho nên các cái nhà tiêu hóa thì năm 1994 đã tập hợp tại Rome và đã đưa ra một cái bộ tiêu chuẩn là Rome 1. Từ đó đến nay thì cái bộ Rome này đã được cập nhật và một cái Rome gần nhất hiện nay đó là cái Rome 2016. Thì tí nữa thầy sẽ giới thiệu ra các em là cái Rome 2016 này. Thì cái tiêu chuẩn, cái giá trị của các cái này thì các em sẽ tham khảo để mà thấy được cái giá trị thôi. Để mà biết thì những cái tiêu chuẩn này để mà trong các nghiên cứu đánh giá về cái vai trò của cái tiêu chuẩn này thì các em tham khảo cái bản này. Thầy nhấn mạnh lại về cái tiêu chuẩn Rome 2016 thì nó có cái đau bụng tay đi tay lại. Đấy, đây là tiêu chuẩn bắt buộc kết hợp với lại hai trong ba cái tiêu chuẩn của liên quan tới cái rối loạn đại tiện, tức là có thể là đau bụng này nó liên quan tới đi cầu. Đau bụng này thường là phải liên quan tới đi cầu, chứ còn đau bụng mà không liên quan tới đi cầu thì nó không phải đặc hiệu của là cái hội chứng ruột kích thích. Tức là đau bụng này có thể làm tăng lên khi đi cầu hoặc là có thể giảm đi sau khi đi cầu, kết hợp với lại cái số lần đi cầu bệnh nhân nhiều hơn hoặc là ít hơn. Nhiều hơn ví dụ như trong ngày đúng ra là đi cầu một lần thì nó sẽ đi tới 2-3 lần, 3-4 lần. Đấy, hoặc là cái hình dạng phân thay vì một cái khung bình thường thì nó lại lỏng đi, hơi sệt sệt, hoặc là thậm chí nó táo bón. Như vậy hai trong ba cái tiêu chuẩn này kết hợp với đau bụng tay đi tay lại, và cái đau này thường là phải được là một ngày trong tuần. Đó, tức là trong tuần thì ít nhất cũng phải có một ngày bị đau như vậy và xảy ra trong 3 tháng gần đây thì đủ để mà chúng ta chẩn đoán là hội chứng ruột kích thích. Tức là chúng ta hoàn toàn dựa vào lâm sàng, chỉ có hỏi bệnh cho kỹ thôi. Và quan trọng là chúng ta phải nó khởi phát trên 6 tháng gần đây. Vì thực ra mà nói các cái đau bụng rồi các cái đi cầu này nó rất là phổ biến ở nhiều cái bệnh. Cho nên nó có thể nói là nó không đặc hiệu. Chính vì vậy mà người ta lấy cái thời gian này để người ta loại trừ các cái bệnh lý cấp tính. Đấy, loại trừ các bệnh lý cấp tính để nó trở thành một cái bệnh mãn tính và chúng ta sẽ tạo ra một cái nhóm đồng nhất. Tương đối đồng nhất thì cái nghiên cứu của chúng ta đánh giá nó sẽ tốt. Tuy nhiên thì hiện nay thì cái tiêu chuẩn này không chỉ là được đánh giá nghiên cứu bởi vì nó bắt đầu nó đơn giản và nó có thể áp dụng trong lâm sàng. Cho nên người ta kể cả Rome ban đầu là chủ yếu để nghiên cứu, nhưng giờ trừ thì người ta đã đồng thuận là chúng ta có thể áp dụng trên thực tiễn lâm sàng. Đấy, để mà chúng ta chẩn đoán. Đây là những cái điểm khác. Thì trước đây thì các cái Rome 1 thì là người ta chú ý là nó chỉ giảm đi khi đi cầu. Thì các em thấy khi đi cầu, tức là sau khi đi cầu là triệu chứng này giảm đi. Nhưng thực tế trên lâm sàng có nhiều bệnh nhân là nó không giảm đi, mà nó thậm chí là sau khi đi cầu là đau bụng nó tăng lên một chút rồi sau đó là nó mới giảm đi. Cho nên là Rome 4 thì nhấn mạnh tới chỗ là chỉ liên quan tới đi cầu thôi. Đấy, nó khác với lại Rome 1, rồi Rome 2 cũng giống như là Rome 3 là giảm đi khi đi cầu. Đấy, Rome 3 thì gọi là cải thiện khi đi cầu. Thứ hai nữa là tối với lại Rome 3 thì người ta nói tới cái câu chuyện là khó chịu ở bụng, hoặc là Rome 1 vẫn dùng chữ khó chịu, nhưng giờ chừng người ta xác định luôn là đau chứ không phải khó chịu. Phải xác định đau để cho dễ. Đấy, chứ còn khó chịu thì nhiều trường hợp họ cũng đầy bụng, họ cũng kêu khó chịu. Đấy, cho nên là nó không có cái định nghĩa, nó không đồng nhất, cho nên là đau luôn. Đấy, tất cả qua này thì người ta gọi là đau bụng chứ người ta không nhấn mạnh gì tới nữa. Và quan trọng là từ Rome 3 thì người ta đã nói tới cái kéo dài tới 3 tháng. Đấy, nó khác với lại trước đây là người ta chỉ dựa trên tiêu chuẩn cái số lần thôi, cái phần trăm thời gian thôi. Thì giờ trừ người ta phải dựa trên cái tiêu chuẩn này 3 tháng và 6 tháng gần đây để nó loại trừ bớt các bệnh cấp tính, tiêu chứng nó cũng tương tự.
Và chính vì vậy mà rôm 3, rôm 4 bắt đầu được ứng dụng trên lâm sàng để mà chúng ta chẩn đoán. Nghĩa là nếu chúng ta hỏi bệnh kỹ thì chúng ta cũng có thể dựa vào các triệu chứng này để chúng ta chẩn đoán được đâu, chứ không nhất thiết phải làm thêm các xét nghiệm. Và các em lưu ý, triệu chứng đau bụng là triệu chứng bắt buộc. Đấy, và đây là những cái đặc điểm của nó. Các em lưu ý là cái vị trí thường là đau bụng dưới, tuy nhiên nó có thể đau ở bất kỳ vị trí nào, vị trí nào. Đấy. Và nó hiếm khi đau vào đêm. Nếu nó đau về đêm thì coi chừng là một cái bệnh lý khác. Tức là ban đêm ngủ thì gần như không có khi nào đau. Đấy. Mà nếu mà đau ban đêm thì coi chừng bệnh lý khác. Trong đó có một cái bệnh lý mà các em lưu ý, đó là cái viêm đại tràng vì thể. Trước đây viêm đại tràng vì thể ít được nói, nhưng hiện nay bắt đầu người ta nói nhiều tới viêm đại tràng vì thể. Tức là vi thể thì soi thì không thấy, nhưng mà khi các em làm sinh thiết ấy, thì lại thấy có một cái tăng, một số bạn có tập trung bạch cầu nhiều hơn so với bình thường ở các niêm mạc. Thì đây là cái hình ảnh của đau bụng, và nó cũng giống như với lại là các nhiều các cái bệnh bệnh khác. Các bệnh khác thì có nhiều trường hợp trên một số bệnh nhân chúng ta cũng không phân biệt rõ ràng được là hội chứng đục kích thích hay là nó kết hợp với lại các bệnh lý khác, tức là triệu chứng nó khác. Và thực tế mà nói thì trên lâm sàng thì chúng ta thấy có một cái đau bụng cộng với lại cái rối loạn đại tiện, bão 4 hoặc là tiêu chảy hoặc là cả hai đấy, thì chúng ta có thể chẩn đoán được rồi. Tuy nhiên nếu mà chúng ta hỏi thêm bệnh nhân này có thể có đầy bụng, có đánh rắm, có thể có những cái triệu chứng của các bệnh chức năng khác, ví dụ như là viêm bàng quang kẽ, rồi đau đầu, rồi rối loạn kinh nguyệt ấy, thì chúng ta càng phải tin tưởng hơn. Hoặc là đau sơ cơ chẳng hạn như fibromyalgia đó, thì chúng ta càng tin tưởng và chẩn đoán hơn. Tuy nhiên dù sao thì chúng ta cũng lần lưu ý là các cái bệnh, có khá nhiều các bệnh thực thể khác cũng giống như cái hội chứng ruột kích thích, như viêm đại tràng vị thể rồi nhiễm trùng ruột. Đây là những bệnh cấp tính. Viêm đại tràng vị thể là một bệnh mãn tính. Đấy. Thì chúng ta phải hoặc là suy tụy ngoại tiết hoặc là túi thừa, và đặc biệt chắc là cái bệnh trục viêm hoặc là ung thư đại tràng. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải lưu ý để mà chúng ta làm xem các xét nghiệm. Nếu mà chúng ta chưa chắc lắm hoặc là ở đối tượng nguy cơ thì chúng ta cần làm thêm các xét nghiệm, mà đặc biệt nhất là chúng ta phải làm thêm cái nội soi đại tràng, nhất là khi mà chúng ta hỏi bệnh nhân có vài các dấu hiệu báo động như thế này. Đấy, dấu hiệu này như thế này người ta gọi là dấu hiệu báo động, ví dụ như sụt cân ngoài ý muốn, tức là đây là bệnh nhân không có ý cố tình gây sụt cân, họ nhịn ăn, họ tự họ nhịn ăn, ví dụ như có nhiều người tự họ nhịn ăn để sụt, để họ giảm cân làm đẹp, ăn mất ngon, rồi sốt, rồi tiền sử gia đình, và đặc biệt là tuổi lớn. À, nhất là ở Việt Nam chúng ta và châu Á thì người ta dành lựa chọn là cái tuổi 45, còn các nước phương Tây thì người ta chọn 50, thậm chí một vài nước người ta chọn 55. Đấy, thì những trường hợp như vậy thì người ta sẽ cái nội soi đại tràng. Đấy, nội soi đại tràng để chúng ta loại trừ. Còn đây là một cái triệu chứng mà để chúng ta phân biệt với lại cái viêm đại tràng vi thể, các em có thể tìm hiểu thêm. Đây là một cái bệnh lý cũng mới. Và cái 215, cái hướng dẫn 215 của cái tổ chức y tế thế giới thì người ta có thể nói thêm là cái CRP và các cái chức năng tuyến giáp ấy, để mà chúng ta an tâm loại trừ các cái bệnh như bệnh ruột viêm hoặc là các cái cường giáp mà cũng gây ra cái đau bụng và tiêu chảy. Cái này thầy cũng gặp trên lâm sàng một vài cái bệnh nhân như vậy, nhưng thường là họ tiêu chảy nhiều hơn là đau bụng. Đây là ở những cái nơi mà có điều kiện thì người ta làm thêm các cái xét nghiệm đặc hiệu khác để mà người ta tìm, ví dụ như ở các nước phương Tây thì người ta làm thêm các cái tích thở để loại trừ các rối loạn hấp thu cái carbohydrate. Ở Việt Nam chúng ta thì ở những cái vùng mà hơi kinh tế hơi xấu, hơi kinh tế hơi kém thì chúng ta cũng nên làm các cái ký sinh trùng như giardia rồi những cái đó. Đấy, đặc biệt là mới xảy ra cấp tính thì chúng ta nên làm cái này để chúng ta loại trừ. Còn nếu họ đã trường diễn rồi thì rõ ràng là chúng ta có thể dựa vào lâm sàng. Đấy. Đấy. Đây là những cái test, đây là cái hướng dẫn của Hàn Quốc thì cũng 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 giới thiệu như vậy, thầy cũng giới thiệu thêm. Đây. Tuy nhiên là đối với Hàn Quốc những bệnh nhân mà táo bón thì người ta còn làm những cái test khác để người ta loại trừ một cái bệnh nữa, đó là cái táo bón chức năng.
hoặc là các rối loạn về các cái cơ sàn chậu nó gây ra chứng táo bón, thì để người ta loại trừ. Và như vậy thì với hai cái triệu chứng đau bụng và cái tiêu chảy hoặc là táo bón thì người ta có thể chẩn đoán và chúng ta hỏi bệnh, chúng ta loại trừ được một số các cái nguyên nhân, các cái yếu tố nguy cơ. Đấy, nếu mà chúng ta ngại chúng ta làm CRB tác tuyến giáp, hoặc là ngại nữa thì chúng ta làm cái nội soi đại tràng, thì chúng ta có thể là thấy không có cái gì hết thì rõ ràng chúng ta nghĩ tới là hội chứng đột kích thích. Tuy nhiên trên lâm sàng thì chúng ta cần phải đánh giá thêm những cái triệu chứng mà rất hay kèm. Đấy, vì để chúng ta phân nhóm và chúng ta điều trị cho nó dễ. Tức là nếu mà táo bón là chính thì chúng ta gọi là hội chứng đột kích thích táo bón trội. Nếu mà tiêu chảy là chính thì chúng ta gọi là hội chứng đột kích thích tiêu chảy trội. Nếu phối hợp cả hai cái này gọi là mix, tức là phối hợp hoặc là xen kẽ. Hoặc là cuối cùng là nếu mà không phải thuộc trong cái nhóm này nữa thì người ta gọi là nhóm không xác định. Chúng ta cũng đánh giá thêm cái tình trạng tâm thần, bởi vì như thầy nói khi đầu, tức là bệnh nhân này rất hay bị những cái lo âu trầm cảm, rồi những ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần, của chúng ta dùng những cái bộ câu hỏi này để chúng ta đánh giá. Nếu nhẹ thì chúng ta can thiệp, nhưng mà nặng thì chúng ta có thể mời thêm các chuyên gia tâm thần để phối hợp chúng ta điều trị. Cái cơ sở để mà chúng ta phân loại này thì chúng ta dựa vào cái thân phân Bristol, cái dạng sinh lý thì thầy cũng giới thiệu các em rồi. Đây là cái hình ảnh thân phân bình thường, còn nếu mà tiêu chảy thì thường thường nó sẽ rơi vào cái nhóm 1 và nói mà táo bón thì nó rơi vào nhóm 1, nhóm 2, cái phân nó thành cục như viên bi như thế này, hoặc là nó dính lại cũng không có sự gắn kết chặt giống như là cái tiếp 3, tiếp 4. Còn tiêu chảy thì chủ yếu là phân lỏng, phân toàn nước hoặc là phân rất là sệt sệt như vậy, tức là nó không dính lại với nhau thành một cái cục, thành một cái khối. Thì đây là những cái trường hợp tiêu chảy hoặc là táo bón. Thì những bệnh nhân mà táo bón trội, tức là gọi là IBS-C, tức là constipation đấy, và tiêu chảy trội thì là IBS-D, tức là diarrhea. Thì những trường hợp này là trên 25% là họ phải tiêu chảy. Trên 25% thời gian là bị táo bón. Còn nếu trên 25% là cả hai cái này thì chúng ta gọi là trẻ không hợp. Còn nếu không thuộc cái đó thì nó rơi vào nhóm không xác định. Thì khi mà bệnh nhân chẩn đoán được cái này rồi thì chúng ta sẽ điều trị. Thì vì là một cái bệnh nó cũng không có nguyên nhân rõ như phần cơ chế bệnh sinh thầy đã giới thiệu, cho nên chúng ta chủ yếu là điều trị triệu chứng thôi, để mà cải thiện chất lượng cuộc sống. Và chúng ta tập trung điều trị các cái triệu chứng để cho bệnh nhân giảm triệu chứng thì họ thấy họ khỏe, họ an tâm. Nhưng mà muốn trước khi đó là chúng ta cũng phải tìm hiểu những cái yếu tố làm nặng, bởi vì nó có nhiều bệnh nhân nó liên quan. Và khi điều trị thì những triệu chứng này thì chúng ta cũng chú ý các cái rối loạn tâm thần để chúng ta điều trị. Thì có hai nhóm để giúp chúng ta điều trị, tức là không dùng thuốc và dùng thuốc. Thì điều không dùng thuốc thì cái này là rất là quan trọng trong điều trị hội chứng đột kích thích. Với bệnh nhân hội chứng đột kích thích là một cái bệnh mãn tính, tái đi tái lại, cho nên cái sự tin tưởng của bệnh nhân đối với thầy thuốc rất quan trọng. Vì vậy chúng ta cần phải xây dựng cái quan hệ này cho tốt. Bệnh hội chứng đột kích thích nói chung và nói riêng, và các bệnh chức năng nói riêng, thì cái sự tin tưởng nó sẽ giúp cho cái thành công điều trị. Muốn vậy là chúng ta phải lắng nghe, chúng ta phải thăm khám tỉ mỉ, chúng ta phải giải thích cho người bệnh. Và trong nhiều trường hợp chúng ta phải sử dụng các xét nghiệm. Nếu như bệnh nhân phải thực sự cần thì chúng ta cũng phải giải thích, cũng phải chỉ định. Mặc dù là về mặt lý thuyết thì chúng ta không cần thiết, nhưng mà về mặt là tâm lý, đôi lúc là chúng ta cũng phải chỉ định để bệnh nhân người ta an tâm là người ta không có một bệnh thực thể nào. Và chính điều đó nó cũng giúp cho bệnh nhân an tâm và kết hợp với chúng ta điều trị thì mới thành công được. Rồi chúng ta giáo dục cho bệnh nhân phải tránh những cái thuốc ăn, rồi chúng ta thực hiện tâm lý liệu pháp. Ví dụ như chúng ta chỉ định một cái phương pháp chẩn đoán để cho an tâm thì đó là một cái loại tâm lý liệu pháp. Hoặc là chúng ta nói bệnh nhân phải tập, ví dụ như táo bón thì chúng ta tập ở cái sàn chậu. Táo bón thì chúng ta tập cái sàn chậu, và đặc biệt là chúng ta cái tiết thực, vì có nhiều bệnh nhân là ăn một vài cái thức ăn vô thì nó sẽ gây khó chịu và tiêu chảy ngay. Hoặc là nhiều cái thức ăn bệnh nhân táo bón thì chúng ta cho ăn vào để cho họ dễ đi cầu. Chúng ta nên tránh những cái thức ăn mà sinh hơi nhiều, ví dụ như đậu, hành, chuối, cà rốt, cà phê, rượu bia. Và một vài bệnh nhân thì sữa, các loại lacto rồi gluten. Rồi đối với bệnh nhân táo bón thì chúng ta nên tăng cường các chất xơ vào để cho nó đã. Đây là cái danh sách những cái mà
chế độ ăn mà ít các chất xơ hơi đi. Và chúng ta chỉ định là tùy theo cái IBS D, IBS C, IBS M hoặc là IBS U, mức độ trầm trọng và các cái yếu tố kèm theo đối với thuốc. Thì hiện nay thì đối với tiêu chảy thì chúng ta có một cái nhóm thuốc như thế này, và đối với táo bón thì chúng ta có các cái thuốc thuốc này. Thì tiêu chảy thì chúng ta có thể có những cái thuốc mà để mà giảm tiêu chảy, ví dụ loperamide. Đây là cái thuốc rất là rẻ, rất là rẻ. Nhiều bệnh nhân tiêu chảy chúng ta chỉ cho một viên là ngưng ngay loperamide rất rẻ, chỉ có vài trăm đồng thôi các em. Thứ hai là những cái thuốc mà gọi là muối mật ấy, thì cái này thì ở Việt Nam mình hiện nay thì chưa có nhiều. Tuy nhiên là có một cái thuốc mà có khá là nhiều, đó là các cái men vi sinh ấy, hay là chúng ta còn gọi là cái này gọi là probiotic, gọi là mang gì, men vi sinh, tức là đây là những cái vi khuẩn chí ấy, vi khuẩn chí vào để mà làm thay đổi cái vi khuẩn mà đang có của bệnh nhân, và nó cũng cải thiện được cái triệu chứng. Tuy nhiên là những cái thuốc này thì là thuốc hỗ trợ thêm thôi. Còn hiện nay những cái thuốc mà được chấp nhận trong điều trị, đó là thứ nhất là kháng sinh là rifaximin, thứ hai là một cái thuốc ức chế 5H, cái thụ thể 5HT3, ví dụ như là aldosterone, rồi ondansetron, rồi ramosterone. Các thuốc này các em chú ý là nó tác dụng phụ, nó cũng có vài cái tác dụng phụ nguy hiểm trên tim mạch. Một cái thuốc nữa đó là thuốc mà tác dụng hỗn hợp lên cái thụ thể opioid, eloxadolin. Thuốc này nó cũng giúp điều trị những bệnh nhân tiêu chảy mà không đáp ứng với các cái phương pháp điều trị tiêu chảy khác. Đối với táo bón thì ngoài cái cốm, ngoài cái rồi thì chúng ta có thuốc để mà làm PET, tức là polyethylene glycol, thuốc nhuộm trường, thuốc hoạt hóa can clo, hoặc là thuốc đồng vặn guanylaxcla. Như vậy thì chúng ta có tùy theo tiêu chảy hoặc là táo bón mà chúng ta sẽ lựa chọn các cái thuốc ở trong các cái trong cái nhóm này. Tuy nhiên một cái thuốc quan trọng và bệnh nhân nào cũng cần phải điều trị, đó là các thuốc mà để điều trị đau bụng, và hàng đầu là các cái thuốc chống co thắt, ví dụ như là mepiparin hoặc là otilonium hoặc là dicyclomine. Trên thị trường hiện nay là chúng ta có sacbutamol nữa, đây là những cái thuốc hàng đầu và cũng được khuyến cáo trong cái một cái tạp chí tiêu hóa gần đây năm 2016 đấy. Tinh dầu bạc hà thì hiện nay là chúng ta chưa có. Nếu như cái thuốc chống co thắt mà nó hiệu quả bắt đầu nó kém, bệnh nhân vẫn cứ còn đau bụng, thì chúng ta dùng thêm các thuốc chống trầm cảm ba vòng, hoặc là các cái thuốc mà chống trầm cảm mà nhóm SSRI. Đây là những cái thuốc ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc, thì có ba cái nhóm đấy, là paroxetin, septalin hoặc là citalopram. Ngoài ra các cái thuốc mà giảm nhạy cảm tạng, tức là thuốc này là những cái thuốc mà điều trị tiêu chảy thôi, nhưng mà nó cũng làm giảm được nhạy cảm tạng, thì nó cũng làm giảm được cái triệu chứng đau bụng. Cho nên nếu những bệnh nhân nào có đau bụng rồi cầm thêm các cái như này, thì chúng ta cũng có thể dùng thêm các thuốc này, thì nó cũng phối hợp nó làm giảm được đau bụng. Tuy nhiên thuốc chống co thắt vẫn là thuốc hàng đầu, vì thuốc này nó ít tác dụng phụ đấy, và nó cũng dễ dùng. Thì thầy đi nhanh vào các cái thuốc. Thì đối với loperamide thì các em biết rồi, chúng ta chỉ dùng khi mà có tiêu chảy thì chúng ta cho một hai viên gì đó, nếu hết rồi thì thôi, chúng ta không có cho nữa. Đối với lại các thuốc 5HT3 thì nó sẽ cơ chế tác dụng là nó làm giảm giải phóng serotonin, do nó tác dụng đối vận lên cái thụ thể 5-hydroxytryptophan 3 đó. Và từ đó nó làm giảm được tiêu chảy và nó cũng giảm được cái triệu chứng khó chịu. Nhóm thứ đây là cái thuốc đầu tiên, nhưng sau đó là thuốc này có một cái tác dụng phụ, cho nên người ta, đặc biệt là cái viêm đại tràng thiếu máu cục bộ, và sau đó người ta có một cái giai đoạn người ta ngưng, và hiện nay người ta chỉ định khá là dày dặn ở một vài cái đối tượng thôi. Nhóm thứ hai thì cái ramucetron, nhóm này thì mới và tác dụng phụ nó ít hơn. Ở Việt Nam các em chú ý là các thuốc này hiện nay vẫn chưa nhập vào thị trường Việt Nam. Thuốc thứ ba đó là cái rifaximin, thuốc này đã có trên thị trường Việt Nam rồi,
Thuốc này cái thời cái dùng nó cũng đơn giản, dùng đơn giản và đã được FDA chấp nhận năm 2015. Một cái nhóm thứ cái này cơ chế của nó là do cái rối loạn vi sinh, vì có một vài cái bệnh nhân hội chứng ruột kích thích thì nó rối loạn vi sinh, thành ra là người ta sử dụng thuốc này. Thì có những cái nghiên cứu tạp chí 1, 2, 3 đã chứng minh cái điều này rồi, cho nên là chúng ta và FDA đã chấp nhận rồi, cho nên là các em an tâm để mà sử dụng các thuốc này. Nhóm thứ tư đó là alusadolin. Nhóm này là tác dụng một theo kiểu cơ chế hỗn hợp trên cái thụ thể opioid, thì này thầy thấy rồi, và thuốc này cũng đã được nghiên cứu và đã được FDA chấp nhận năm 2016 rồi. Đối với táo bón trội thì chúng ta có những cái nhóm thuốc này. Đấy, từ Lubiprostone thì đã được FDA chấp nhận 2008, Linaclotide được FDA chấp nhận 2012 và Plenacrotide 2018. Và mới đây là Tenapanor cũng được chấp nhận tháng 9 năm 2019. Đây là một cái nhóm thuốc, thầy sẽ đi nhanh qua các cái thuốc nhóm này. Đây là những cái các thuốc mà điểm điều trị táo bón thì nó có hai nhóm. Nhóm thứ nhất là trợ nhu động, tức là nó làm cho cái ruột nó co bóp mạnh hơn, co bóp mạnh hơn đấy, và nó từ đấy nó tăng tống xuất phân. Nhóm thứ hai là nó làm trợ tiết, tức là nó tăng tiết cái chất điện giải và nước vào trong lòng ruột và nó làm cho phân nó mềm đi. Chính vì vậy nó để ứng dụng được trong cái điều trị táo bón. Trợ nhu động thì có cái prucalopride, thuốc này thì lâu rồi. Thì còn đối với thuốc các cái thuốc mà trợ tiết thì có lubiprostone. Thuốc này thì nó tác động qua cái ken clo đây các em. Đấy. Từ đó nó làm cho cái dịch ruột thì nó nhiều clo và nó kéo cái natri ra, kéo natri ra và nó kéo nước thêm. Thuốc này cũng đã được nghiên cứu trên và có đối chứng rồi. Nhóm thứ hai là đồng bằng của em, thuốc này thì nó cũng tăng tiết dịch, tăng nhu động và đặc biệt là cải thiện tạng, giảm nhẹ các tạng đấy, cho nên cũng điều trị đau được. Thuốc mới nhất là thuốc mà nó ức chế cái bộ phận mà trao đổi natri H cộng. Đây là một cái bộ phận mà nó giúp là nó giữ được cái natri ở trong lòng ruột. Đấy, nó làm tăng natri ở trong lòng ruột, từ đó nó kéo thêm các cái nước ra ngoài lòng ruột và nó làm mềm phân. Đây là một nhóm thuốc khá là mới. Thuốc này cũng được nghiên cứu qua cái chương trình nghiên cứu Tempo, từ Tempo 1, Tempo 2 tới Tempo 3 và đã được chấp nhận trong điều trị. Một cái nhóm thuốc mà quan trọng thầy cũng nhắc lại đó là cái thuốc kiểm soát đau, đó là những cái thuốc giảm co thắt. Đấy, giảm co thắt. Trước đây thì có một cái nhóm đó là nhóm kháng cholinergic như D-cyclomine hoặc là clonidine, nhưng mà thuốc này thì khi uống lâu dài thì nó gây khô miệng, gây khô miệng. Đấy, rồi nó gây khô nước mắt, đó, thậm chí là táo bón, cho nên là nhóm mà tác dụng qua cái giả kháng cholinergic thì giờ trừ ít được sử dụng hơn là nhóm mà trực tiếp tác động lên cái luồng canxi đi vào tế bào cơ trơn. Nó chỉ làm là giảm cái nhu động thôi. Đấy, nhưng mà một số cái giảm nhu động mà gây mất luôn trương lực thì nó cũng không tốt bằng các cái mebamborin, tức là nó giảm nhu động nhưng mà nó không mất trương lực. Còn ngoài ra thì chúng ta vẫn có những cái thuốc khác, ví dụ như gemcitabine hoặc là các cái fluoroglycinone. Nhưng những thuốc này thì cái glucinone này thì hiện nay thì không có, cho nên chúng ta có gemcitabine, có mebamborin, có otolonium, có amverin. Đó là những cái thuốc mà trên thị trường hiện nay có thì chúng ta có thể sử dụng, thuốc nào thì cũng được thôi. Hiện nay thì đối với lại 2015 thì đều khuyến cáo cái lượng cũng tương đối nhiều. Còn khi mà các cái thuốc này không hiệu quả thì bệnh nhân sẽ dùng thêm các cái thuốc chống trầm cảm 3 vòng hoặc là các thuốc mà tái hấp thu serotonin có trọng lọc. Đây là hai nhóm thuốc chống trầm cảm. Đấy, nó có tác dụng giảm đau. Đấy, có tác dụng giảm đau. Các em chú ý là đối với lại đau của hội chứng ruột kích thích thì hoàn toàn không được sử dụng các cái thuốc kháng viêm nọc steroid, cũng giống như là paracetamol, bởi vì gần như là nó
nó không có hiệu quả. Và đặc biệt nhất là không được dùng các cái dẫn chất của thuốc phiện, dẫn chất của thuốc phiện. Đấy, về cái nguy cơ gây nghiện thì chúng ta đã biết rất rõ rồi. Đấy. Chúng ta chỉ dùng các cái thuốc giảm co thắt thôi. Đấy, cái khuyến cáo của Rome 2016 cũng đã nhấn mạnh tới cái vai trò của các cái thuốc giảm co thắt và kháng cơ trơn này. Và sau đó thì là các cái thuốc chống trầm cảm ba vòng hoặc là các thuốc tái ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc và vài cái thuốc làm giảm nhạy cảm tạng đây, thì Rome 6. Và đây là một cái nghiên cứu cũng tổng kết thì cũng cho thấy như vậy. Thì cái này là cái bài thầy giới thiệu thêm về một cái thuốc chống co thắt hướng cơ trơn thôi. Các em có thể tham khảo thêm trên slide mà thầy gửi. Các cái thuốc này đặc điểm là cái do nó chỉ tác dụng lên cơ trơn thôi, nó không lên các cái thụ thể, cho nên chính vì vậy nó cũng ít tác dụng phụ, khi mà các cái thuốc giảm co thắt hiệu quả nó kém thì chúng ta dùng các cái thuốc thêm các cái thuốc chống trầm cảm ba vòng. Đấy, các cái thuốc này tác dụng giảm đau nó độc lập với lại cái tác dụng mà cải thiện tâm thần. Đấy, thì các em biết rồi, khi mà chúng ta cho bệnh nhân hội chứng đột kích thích các cái thuốc chống trầm cảm không phải vì mục đích là bệnh nhân bị tâm thần, các em chú ý, mà là mục đích giảm đau, đương nhiên một số bệnh nhân là họ có triệu chứng trầm cảm thì trong lúc đó là chúng ta sẽ phải tăng liều lên ở cái liều chống trầm cảm. Còn bình thường những bệnh nhân không có triệu chứng trầm cảm mà triệu chứng đau là chính thôi, hoặc là chỉ những cái rối loạn lo lắng một chút thôi chứ không phải tới mức trầm cảm, thì chúng ta cho là cho mục đích giảm đau chứ không phải cho là mục đích để mà cải thiện các cái dấu hiệu tâm thần. Và nó nhờ ba cái tác dụng là nó hỗ trợ phóng thích endorphin nội sinh, nó ngăn chặn sự tái hấp thu noradrenaline, làm giảm cái đường cái dẫn chuyển đau và khóa các neuron cách sinh đau, cũng như giảm cái serotonin. Thì các cái thuốc này đặc điểm á, là chúng ta nên dùng liều thấp, liều thấp thôi chứ không phải là dùng liều cao để mà điều trị rối loạn tâm thần, điều trị tâm cảm. Rồi chúng ta tăng dần theo cái đáp ứng. Nếu như mà bệnh nhân đáp ứng hơi kém sau 2 tuần thì chúng ta có thể tăng liều lên một tí. Thuốc này cũng có thể làm giảm nhu động ruột đó, bởi vì nó có cái tác dụng kháng cholinergic, cho nên nó giảm tiết. Và ở bệnh nhân mà hội chứng ruột kích thích mà tiêu chảy trội thì nó cũng có thêm cái lợi là nó giảm được cái tiêu chảy. Khi mà nhiều bệnh nhân mà dùng thuốc chống trầm cảm ba vòng, mặc dù liều rất thấp nhưng mà cũng có hay có tác dụng phụ lắm các em. Ví dụ bệnh nhân buồn ngủ, nhiều bệnh nhân họ ngủ rất nhiều hoặc là khô nước miếng thì họ cũng than phiền, thì những trường hợp như thế thì chúng ta sẽ đổi qua một cái thuốc gọi là ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc. Ấy, liều lượng các em thấy là cái viên bình thường của amitriptyline có thể 25mg, có thể dùng tới 3 viên một ngày. Tuy nhiên khi dùng cho bệnh nhân hội chứng đột kích thích thì chúng ta chỉ dùng ở liều mà là 10mg thôi, chúng ta dùng có viên 10mg ấy. Nếu không có viên 10mg thì chúng ta dùng có viên 25mg thì chúng ta chỉ dùng nửa viên thôi. Nortriptyline 7mg thì ít có trên thị trường. Desimerin cũng ít. Các thuốc này nó rất là nhiều bệnh nhân ngủ liệm mà ngủ dữ lắm, cho nên là chúng ta nên dùng cho trước khi đi ngủ, tức là tối khi đi ngủ. Để thuốc này bản thân nó không phải là thuốc ngủ, các em chú ý nha. Còn đối với lại các thuốc mà paracetin, fluoxetin hoặc là sertraline thì chúng ta liều liều như thế này. Thường thì chúng ta cũng dùng liều thấp thôi, rồi sau chúng ta tăng lên. Đây là những cái nghiên cứu mà chứng minh được cái vai trò của các thuốc chống trầm cảm và có cái so sánh, thì đây thì chỉ lược qua thôi. Như vậy thì nhìn trên lưu đồ này thì chúng ta cũng thấy rõ là cái hướng dẫn để mà điều trị của Hàn Quốc với những cái thuốc như vậy. Thì cái thuốc chống co thắt vẫn là thuốc hàng đầu trong điều trị. Đây là lưu đồ của Hiệp hội Canada cũng là nhấn mạnh về vấn đề này. Như vậy tóm lại thì hội chứng đột kích thích là một cái rối loạn tương tác trục não ruột, trước đây gọi là rối loạn chức năng ruột đấy, phổ biến và ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của người bệnh và làm gia tăng các chi phí, bởi vì nó bị đi bị lại nhiều lần. Và thứ hai nữa là bệnh nhân rất là lo lắng, họ đi làm rất là nhiều và xét nghiệm. Cơ chế bệnh sinh mặc dù là đồng thuận đa số là rối loạn tương tác trục não ruột, nhưng rõ thì vẫn chưa thực sự rõ,
Vì vậy chưa có một cái điều trị nào đã đặc hiệu hết. Chúng ta chủ yếu là điều trị triệu chứng thôi, với phối hợp các phương pháp không dùng thuốc, trấn an bệnh nhân, rồi giải thích bệnh nhân, chia sẻ với bệnh nhân và kết hợp với thuốc tùy theo cái tình trạng của bệnh nhân để mà cải thiện triệu chứng và từ đó là nâng cao được cái chất lượng cuộc sống. Điều trị thì chủ yếu là cái nội trội thôi, và đặc biệt nhất là đau bụng bằng các thuốc giảm co thắt. Không hiệu quả thì chúng ta dùng thêm các cái thuốc để chống trầm cảm để làm gì. Đấy. Và điều quan trọng nhất trong các bệnh chức năng nói chung và cái hội chứng được kích thích nói riêng đó là chúng ta phải tư vấn bệnh nhân rất kỹ, khám bệnh nhân rất kỹ. Từ đó mà thiết lập một mối quan hệ tốt giữa thầy thuốc và bệnh nhân. Và tùy theo cái triệu chứng của bệnh nhân mà chúng ta cho các cái thuốc nó phù hợp thì lúc đó là cái hiệu quả nó mới tốt được. Như vậy là đó là hết toàn bộ cái bài. Thầy nói rất là nhanh, các em đã có cái bài rồi. Còn các em có thể nghe lại cái bài mà thầy cũng có trình bày ngắn gọn trong một cái hội nghị gần đây vào tháng 7. Thì những cái ý chính nó nằm trong cái bài đó. Rồi, như vậy thì chúng ta vẫn còn thời gian để các em hỏi. Xin mời các em. Dạ thưa thầy, cho em hỏi bài túi mật được không ạ? Bài gì? Dạ, bài khỏi mật vừa nãy ạ. Rồi, hỏi đi. Cho em hỏi là sau khi mà bệnh nhân cắt túi mật thì là có ảnh hưởng gì như thế nào đến cơ thể của bệnh nhân ạ? Thực ra mà nói thì túi mật thì em biết là túi mật là một cái tạng để mà giữ cho mật, đúng không? Để mà tích trữ mật lại để mà tiêu hóa, đặc biệt là để giúp tiêu hóa gì? Tiêu hóa mỡ, đúng không? Đấy, tiêu hóa mỡ. Cho nên những cái bữa ăn mà nhiều mỡ đấy, thì rất cần cái sự rất cần túi mật nhiều. Và nếu mà dự trữ được trong túi mật nhiều thì những cái bữa ăn mà nhiều mỡ thì chắc chắn là mình tiêu hóa được, đấy, tiêu hóa được. Đấy, có nhiều mấy thì chúng ta cũng có thể tiêu hóa được bằng các cái mật mà có tích trữ sẵn trong túi mật. Còn khi mà chúng ta bị cắt túi mật đi thì chắc cái phần lưu trữ nó không còn nữa. Do vậy là bao nhiêu mật sản xuất ra thì được đổ hết vào. Chính vì vậy nếu mà chúng ta ăn một cái bữa khá là nhiều mỡ thì có thể nói là chúng ta tiêu hóa không hết. Còn đương nhiên với một cái lượng ít vừa thì chúng ta vẫn đủ. Tức là lúc đó gan nó vẫn tăng trưởng. Cộng thứ hai nữa có thể nó có một cái thích nghi. Tức là các cái đường mật trong gan á, thì các cái đường mật trong gan đó các em này, rồi các kể cả ở mật chủ luôn, tức là khi cắt túi mật rồi thì các cái đường mật này nó giãn ra, nó làm một cái vai trò giống như là cái vai trò của túi mật đó. Tức là nó tích trữ một ít mật, nó vẫn tích trữ, nó nhờ cơ bản ít đi nó cũng tích trữ được trong cái đường mật. Chính vì vậy mà những cái bệnh nhân mà cắt túi mật khi các em làm siêu âm thì các em sẽ thấy là cái đường mật nó giãn hơn. Thường đường mật nó có thể lên 8, thậm chí lên 9. Đấy, nhiều trường hợp mà thầy thấy là họ cũng có thể lên 9, lên 10 mà họ cũng không có một cái thắc mắc gì hết sau khi họ bị cắt túi mật. Thì cái đường mật này nó giữ cái vai trò giống như là cái tích trữ mật thay thế cho túi mật. Cho nên những trường hợp mà chúng ta ăn một cái bữa ăn mà hơi không nhiều mỡ lắm thì nó cũng đủ sức để nó thích nghi. Còn những bữa ăn mà nhiều mỡ quá thì chắc chắn là nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái sự tiêu hóa, tức là tiêu hóa không hết được các cái chất mỡ. Chủ yếu là vậy thôi, chứ còn nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Cho nên chính vì vậy mà trong điều trị sỏi mật người ta cũng mạnh dạn người ta cắt túi mật. Dạ em cảm ơn ạ. Các bạn nào hỏi nha. Thầy ơi, cho em hỏi, cho em hỏi là ví dụ chúng mà rơm 4 á thầy, thì nếu mà thầy là bệnh nhân ấy có triệu chứng là kéo dài trong vòng 3 tháng hoặc là khởi phát ít nhất lớn hơn 6 tháng thầy, thì ví dụ như mà một bệnh nhân đến với mình cái triệu chứng ý là người ta bị xong rồi người ta đến sớm á, là trước đây chưa bị luôn á, mình có mình xét nghiệm cận lâm sàng hết tất cả thì không có cái dấu hiệu gì của triệu chứng thực sự, thì mình có thể kết luận là bệnh nhân bị hội chứng ruột kích thích không ạ?
Được, được bình thường em ạ. Bởi vì mình với vai trò là một bác sĩ lâm sàng thì đương nhiên mình làm được điều đó, tức là mình cũng kết luận được. Tuy nhiên là cái nghiên cứu cái đó, cái mà mình đưa ra như vậy đó, đó là cái để giúp cho nghiên cứu, các nghiên cứu đấy, để người ta chọn một đối tượng tương đối chính xác đó, cái độ chính xác nó sẽ cao hơn đấy, để cho đảm bảo cái đồng nhất của cái nhóm nghiên cứu. Cho nên là cái zone bản chất nó ban đầu là để phục vụ nghiên cứu. Đấy, chứ còn nghiên cứu thì mới chờ đợi tới 6 tháng rồi 3 tháng 6 tháng đó chứ, chứ còn 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 điều trị bệnh thì mình chờ chi nữa, họ đau rồi là mình chẩn đoán khoảng 80% là mình đã quyết định điều trị rồi. Thậm chí chưa chẩn đoán mà cuối cùng cũng quyết định điều trị được luôn. Đấy, các em biết trong tình huống cấp cứu đó, đấy, vô cấp cứu nhiều hồi đâu đã biết bệnh chi đâu, nhưng mà phải điều trị. Đấy, các em thấy không? Có thấy là vô cấp cứu chưa biết bệnh chi mà điều trị không? Vì ví dụ mình chỉ thấy tự nhiên mạch nhanh, huyết áp tụt rồi thì chưa biết bệnh chi, chưa biết vì sao tụt huyết áp, nhưng mà cũng phải mắc cho họ một cái bình dịch ngay lập tức. Đây, chúng ta phải mắc ngay với bệnh dịch của thử là rồi, trước mắt là có đường truyền đã, không? Đấy. Rồi thứ hai thấy họ ngưng thở thì phải đặt họ nó ngay cái nội khí quản, là trừ ngưng thở do cái gì không cần biết, COVID hay là do cái gì không cần biết, hay là bệnh nhân vô trừ là COVID hay là do bất kỳ cái gì vô mà nhà họ mình thấy họ siêu hấp thì chúng ta phải cắt cho họ một cái oxy để họ thở, để cho họ sống cái đã. Thì cái đó gọi là điều trị trước chẩn đoán. Chúng ta là thầy thuốc lâm sàng thì chúng ta không phải đòi hỏi là chúng ta phải làm một tới thật chính xác là chúng ta mới điều trị. Còn đối với trường hợp là hội chứng đột kích thích này thì thấy là ví dụ có đủ tiêu chuẩn này, thứ hai là chúng ta chưa an tâm thì chúng ta làm thêm một số các xét nghiệm để chúng ta loại trừ các bệnh mà tương tự đó, cũng đau bụng, cũng rối loạn đại tiện đó, các xét nghiệm sinh hóa để chúng ta loại trừ các nguyên nhân viêm đó, thì chúng ta điều trị như một cái hội chứng đột kích thích đó. Cái đó bình thường em ạ, chứ chúng ta không phải chờ tới 3 tháng 6 tháng đâu. Dạ em cảm ơn thầy. Dạ thầy ơi. Dạ cho em hỏi là vì sao mà IBS thì thường kèm rối loạn chức năng tiêu hóa khác như là khó tiêu CLD, cũng như là rối loạn có các cơ quan như tiết niệu, sinh dục, đau cơ, đau đầu, đau lưng á thầy. Cái này là mình quan sát thấy đấy, người ta thấy đấy. Thực ra mà nói thì cái bệnh tiêu hóa chức năng đó thì nó có cả một cái chương bệnh luôn, thậm chí có một tác giả người ta viết thành một cái quyển sách. Đối với lại cái hiệp hội tiêu hóa chức năng thì người ta viết một tài liệu rất cũng khá là dài đấy, và thực ra mà nói thì cũng rất khó để mà phân biệt đấy, phân biệt là cái nào là cái nào. Chỉ có người ta phân biệt là nó dựa trên triệu chứng đấy là chính, nhưng mà có nhiều bệnh nhân vô triệu chứng là cũng không điển hình, nó không phải rạch ròi đâu, cho nên nó có cái sự chồng lắng, nó có cái sự chồng lắng. Thì đấy, thầy ví dụ như hôm trước thầy cũng có trình bày một cái bài tại một cái hội nghị chuyên đề về cái sự trùng lắp giữa cái khó tiêu chức năng và hội chứng đột kích thích, thì cái tỷ trùng lắp đó là một cái tỷ lệ trùng lắp rất cao luôn, nó chiếm 20% trong các cái chứng trùng lắp. Tức là nhiều bệnh nhân người ta bên cạnh cái triệu chứng điển hình của một cái hội chứng đột kích thích, tức là cũng có đau bụng, cũng có rối loạn đại tiện, nhưng người ta đau không nằm ở cái vị trí là ở bụng dưới, mà nó nằm lại cái xu hướng nó là ở bụng trên, rồi họ cũng có kèm một cái ở hơi rồi ăn vào là nó cũng nặng bụng, giống như là một cái khó tiêu chức năng. Thì những trường hợp đó là những trường hợp trùng lắp giữa hai bệnh, tức là một bệnh nhân mà có hai cái bệnh đấy, hai cái bệnh của các bệnh tiêu hóa chức năng. Cho nên chính vì vậy mà cái cơ chế chung của các bệnh tiêu hóa chức năng là đều có liên quan tới vấn đề trùng não ruột hết, cơ chế chung. Còn cơ chế riêng của từng bệnh thì nó có vài cái riêng, ví dụ như khó tiêu chức năng á, thì nó hay kèm với lại những cái trường hợp mà liên quan tới cái nhiễm Helicobacter pylori, tức là khó tiêu mà liên quan Helicobacter pylori. Còn ngược lại thì ví dụ như hội chứng đột kích thích thì nó hay kèm với lại cái hội chứng tăng sinh vi khuẩn ruột non, cái SIBO giống như thầy nói khi nãy đó, và đó là cái cơ sở để người ta sử dụng rifampicin. Còn đối với là khó tiêu chức năng thì đó là cái cơ sở để người ta sử dụng các thuốc tiệt trùng HP. Cho nên là những cái này thực ra mà nói cũng rất là khó phân biệt về mặt cơ chế em, về mặt cơ chế sinh vật, và cũng không có cái cơ chế riêng mà riêng rõ ràng giữa các cái bệnh này đâu.
Dạ, em cũng mang thai. Này. Trong cái bài này thì thầy giới thiệu rất là nhiều, thêm nhiều cái lưu đồ của các nước ấy, để các em tham khảo thêm. Còn có nguyên tắc thì các em chỉ cần đọc cái của cái Rome 4 và cái tổ chức kinh khỏi tiêu hóa thế giới WGO đó, WGO đó, tức là World, G là Gastroenterology và O là Organization, thì thầy nghĩ là cũng được rồi. Còn các tài liệu khác và tham khảo thì nó cũng xung quanh như vậy thôi. Và cái tài liệu của Rome và Rome là đặc biệt nó giúp cho nghiên cứu để chúng ta chọn lựa một cái đối tượng đồng nhất. Vì các em biết rồi, khi nghiên cứu ấy, thì chúng ta phải có cái tiêu chuẩn vàng để chúng ta chọn đúng cái bệnh mà chúng ta nghiên cứu. Tuy nhiên cái hội chứng đột kích thích thì đang có tiêu chuẩn vàng nữa. Nó không có tiêu chuẩn vàng. Ví dụ như lát dạ dày tiêu chuẩn vàng là chúng ta soi chúng ta thấy cổ lát thì đó là tiêu chuẩn vàng. Ung thư gan là chúng ta chọc cái sinh thiết ra là chúng ta có cái tiêu chuẩn vàng là ung thư gan. Đấy, nhưng mà hội chứng đột kích thích thì tiêu chuẩn vàng là cái gì? Để mà chúng ta chọn một cái nhóm hội chứng đột kích thích chúng ta nghiên cứu. Chính vì vậy mà chúng ta họ phải có một cái bộ tiêu chuẩn các tiêu chuẩn lâm sàng. Đấy, thì đó cái Rome là một cái bộ tiêu chuẩn để mà thay thế cho cái tiêu chuẩn vàng. Đấy, đó là các bệnh tiêu hóa chức năng thì những cái bộ tiêu chuẩn như vậy nó là thay thế cho cái tiêu chuẩn vàng của các bệnh thực thể. Rồi, nếu mà không các em không có ý kiến gì thì thầy xin phép kết thúc ở đây.